Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán trong công ty sản xuất lắp đặt điện năng lượng mặt trời của Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Đối với khóa học điện năng lượng mặt trời có tính đặc thù tương đối nhiều nghiệp vụ liên quan cùng lúc bởi các yếu tố thành phẩm điện tạo ra được hình thành chính từ khấu hao tài sản cố định, chi phí phân bổ một số công cụ dụng cụ và các chi phí chung, cũng như một số nguyên vật liệu chính như cát silica, silicon tinh thể, thỏi silicon đơn tinh thể, máy phát và pin phục vụ cho quá trình hình thành ra giá thành của điện năng lượng. Và ngày càng nhiều gia đình và nhiều doanh nghiệp ưu tiên sử dụng hệ thống điện năng lượng tích trữ. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng đi tìm hiểu các nội dung của khóa học đối với công ty sản xuất điện năng lượng mặt trời. Các nội dung chính trong khóa học sẽ đi vào lần lượt 3 nội dung chính. Ở nội dung thứ nhất sẽ đi vào thực hiện việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ. Nội dung thứ hai sẽ đi vào các chứng từ phát sinh trong kỳ đối với công ty sản xuất điện năng lượng. Và nội dung thứ ba liên quan đến cuối kỳ thực hiện việc tính giá thành và lên báo cáo tài chính. Ở nội dung đầu kỳ hướng dẫn thực hiện và thiết lập các cơ sở dữ liệu ban đầu một cách khoa học có hệ thống, giải thích các chỉ số trên sổ dư của cuối năm trước. Ngoài ra, các bạn sẽ được học và tìm hiểu thêm việc bàn giao sổ sách kế toán từ kế toán cũ để nắm được các số liệu và quy trình làm việc của công ty. Ở nội dung thứ hai, các bạn sẽ đi vào làm các chứng từ thực tế, bao gồm các chi phí mua nguyên vật liệu, về công cụ dụng cụ, chi phí trả trước và các mẫu hồ sơ liên quan đến mua công cụ dụng cụ, hạch toán đối với mua tài sản cố định, hướng dẫn đối với nhập khẩu máy móc thiết bị, phân bổ chi phí trước hải quan sau hải quan, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng của hàng nhập khẩu, phân loại tài sản cố định, mục đích sử dụng cho bộ phận sản xuất hay bộ phận quản lý, hạch toán các nội dung và kiểm tra các nội dung liên quan đến kho, lập báo cáo kho hàng hóa, đối chiếu kho hàng so với báo cáo tài chính, theo dõi số lượng hàng tồn kho. Mặc dù sản phẩm điện là một sản phẩm vô hình, nhưng khi để cân đối được quá trình tính giá thành, phải thực hiện thông qua tài khoản 155 để biết được giá thành của mỗi đơn giá bán tại các thời điểm khác nhau. Hạch toán các nội dung liên quan đến tiền lương và các khoản bảo hiểm xã hội. Thực hiện việc tính giá thành đối với mảng sản xuất điện và mảng lắp đặt điện năng lượng mặt trời. Về cách sửa sai, kiểm tra quá trình đúng sai khi thực hiện việc tính giá thành, nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, cách kiểm tra đối chiếu các chỉ tiêu trên tờ khai và các nội dung cuối năm hướng dẫn cho các bạn kiểm tra lại toàn bộ các chi phí phát sinh trong kỳ, kiểm tra lại các tỷ trọng trong báo cáo, cân đối các số liệu trước khi nộp, thực hiện việc lên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân phải nộp, thực hiện in sổ sách và kết xuất lưu nội bộ, kinh nghiệm thanh tra quyết toán thuế. Đó là các nội dung chính khi tham gia vào khóa học trong công ty sản xuất điện năng lượng mặt trời. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng thì các bạn sẽ được lựa chọn phương thức học phù hợp, bao gồm các khóa tự học, học online và học một giáo viên kèm một học viên. Và đặc biệt là tất cả các hóa đơn chứng từ của giáo trình, các bạn sẽ được học trên giáo trình online trên trang web ketoanviethung.com. Các bạn sẽ nhấn vào xem giáo trình online, khóa học đối với công ty sản xuất điện. Các khóa học sẽ được chia làm các phần khác nhau. Nội dung trong các phần của khóa học sẽ đi vào chi tiết từng chứng từ, từng hóa đơn và mỗi chứng từ sẽ có video hướng dẫn cụ thể các nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Và đối với giáo trình online này thì các bạn có thể nghe và xem lại video bất cứ lúc nào. Trong nội dung của khóa học, các bạn sẽ được lựa chọn các phương thức bao gồm hình thức học online, một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online, trang web ketoanviethung.com và tìm kiếm đến các khóa học. Ngoài ra, các bạn sẽ được lựa chọn học trên chứng từ tại đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988680223 để được tư vấn và hỗ trợ.